Xin chào quý vị và các bạn có thể đang nhìn thấy một khu đất khá là rộng lớn được xây dựng và là nơi chôn cất của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đó, khá là rộng và rộng hơn 2 hectare mọi người nhé. Đây thì ở chỗ khu vực này thì là giáp với đường 10. Và những ai mà đi bên phía Nam Định sang thì đi từ phà Quỹ Nhất đi thẳng sang đây sẽ sang được lăng mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lăng mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang thì nằm ở xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Khu lăng mộ Đại tướng Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục quan tâm. Ở đây thì có một cái vị trí khá là đẹp, đó mọi người có thể nhìn thấy những cái hình ảnh từ trên cao. Ở đây thì ở phía bên cạnh thì có một con sông, và sông nhỏ và được trồng 4 hàng cây xanh. Tất cả những cây xanh ở đây có lẽ là được trồng cùng một thời điểm, nên là khi mà mình tới đây thì thấy là cây xanh rất là đều và cho bóng mát. Mọi người hãy cùng mình đi dần vào xem lăng mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi mình nhìn từ trên cao có gì nhé. Khi mà đi từ đường 10 vào thì mọi người có thể đi hai bên đường. Đó thì hai bên cung đường này rất đẹp. Ở giữa là một con sông Đào được trồng đều 4 hàng cây xanh ở cả hai cung đường này. Nếu những ai mà đi vào đây thì sẽ cảm nhận được cái con đường này khá là đẹp. Có lẽ rằng là từ năm 2018 khi mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất thì đã được có lẽ là dành sẵn cái khu đất này để làm nơi yên nghỉ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Và mọi người có thể thấy rằng là ở chỗ kia thì trồng rất là nhiều cây, còn ở đây thì có khu bãi đậu xe để vào viếng. Và bây giờ thì đang tiến dần vào khu lăng mộ mọi người nhé. Khu lăng mộ này nhìn từ trên cao thì cũng bình thường thôi, nhưng mà xuống dưới sẽ rất là rộng. Những ai đã đi vào đây rồi thì cảm giác nó sẽ rất là rộng. Ở phía hai con đường kia thì nếu mà mọi người đi từ hai bên đường thì sẽ có cầu để sang nên là rất là thuận lợi. Và đây mọi người có thể nhìn thấy là mộ được sắp xếp hình tròn. Đó thì đây đang có người tới viếng này. Có rất là nhiều người thỉnh thoảng tới viếng đây. Đó, mình sẽ xoay một vòng cho mọi người xem là khu mộ này nó như thế nào nhá. Đây, đang có một số người đến viếng. Ở phía ngoài đường kia thì khi mà vào đây thì được trang trí một cái đường thảm xanh, thảm cỏ xanh rất đẹp. Và ở trên chỗ khu vực ở phía đầu kia bao giờ cũng có nhân viên đứng gác, và phía dưới này cũng có cả lán để xe máy. Đó, khu mộ quá là hoành tráng luôn, rất là rộng lớn. Và các cây ở phía bên ven ngoài mộ thì được trồng thành một cái hình tròn từ ngoài vào trong. Đó, từ ngoài vào trong mọi người nhé. Và mộ ở phía trong cùng, nằm ở trọng tâm thì cũng hình tròn. Hôm nay thì trời khá là nắng nên mọi người giờ này là giờ tầm trưa trưa rồi, vẫn có rất là nhiều người hoặc là du khách tới thăm viếng. Đó thì mình quay cận cảnh những cái hình ảnh về lăng mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ở phía này thì có lẽ là để trồng cây, nhưng mà hiện tại thì mùa nắng này thì chưa trồng nhiều cây mọi người ạ. Đó, phía cuối ở khu lăng mộ này thì còn có cả một cái sân bóng rất rộng. Đường bao quanh này thì mình thấy rằng là đường đẹp lắm. Có nhiều người tập lái xe ô tô thường chạy vòng quanh ở đây. Và mình vừa cập nhật thông tin thì có được biết rằng là khu lăng mộ này không phải là hơn 2 hecta mà chính xác là 3,2 hecta. Hôm nay thì sang đây để quay những cái hình ảnh chi tiết về khu lăng mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần
vào khoảng năm 2018. Trước kia thì mình cũng không có sang đây để biết được cái khu mộ này, nhưng thực tế thì hôm nay sang đây thì thấy là khu mộ này thật sự rất là rộng lớn, nằm tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đó, ở phần cuối này thì có một cái sân bóng mọi người ạ, một sân bóng này. Và ở đầu phía ủy ban Quang Thiện kia cũng đi vào đây rất thuận lợi và thông ra đường 10 mọi người nhé. Đó, những cái bạn thiếu niên thì hay tổ chức đua diều ở cái sân bóng này và đá bóng. Và video clip này xin dừng tại đây. Xin chào toàn thể mọi người.